Xin kính chào toàn thể anh em khách quý, anh em khách thủ và tất cả những anh em đồng nghiệp. Lời đầu tiên cho phép em được xin chân thành cảm ơn những anh em trong thời gian qua đã đồng hành cùng kênh của em và tất cả những anh em khách thủ đã ủng hộ máy của anh em ha. Và em cũng rất trân quý những tình cảm của anh em dành cho em nha anh em. Được tiếp theo những video trước ha, hôm nay cũng vừa hoàn thành xong con máy 6 phép băm DB3 công nghệ mới lên mình nha anh em. Cho anh Thanh ha, khách hàng ở An Giang. Là cái máy 6 phép nhưng mà mình xài cái biến áp lớn nha anh em, biến áp E42 ha, bằng máy 8 luôn nha. Mà em là cái quy lực của nó là tương đương với con 8 phép nha anh em, chứ không có thua gì mấy ha. Cỡ 80 70 ha. So với con máy 8 phép nha anh em. Đây là con máy chiên đi bộ ha, mình có thể ăn dắt được hai bánh nước đổ lại nha anh em. Bao anh em mắc máy nhà mình hiệu quả cao ha. Máy mình có đầy đủ tất cả các chức năng ha, chống kẹp ngược, chống chập vợt, chống quá tải qua dòng. Đây nha anh em, mặt trước của con máy ha, cũng như những con máy khác thôi ha, hai cọc đỏ và đen nha, là vợt và mát. Đối với anh em đi bộ á, đây nha, cái này kẹt kẹt đi ra mấy cái mương mà mương nhỏ, anh em đi xuồng nhỏ vẫn bình thường nha anh em, kẹt kẹt đi được ha. Nói chung là nó không thua gì mấy máy 8 cho mấy đâu ha. Đây là đỏ, mình bên đây thượng ha, còn cọc đen này bên đây nghịch, còn ở giữa này tần số ha. Đây còn chế độ đây, chế độ đánh nha, một đánh lì, hai là chế độ đánh băm ha, bật xuống đánh lì lên rồi đánh băm chọn xung tần số ha. Vì là con máy chiên một bên nên em không có rầm rườm rà ha, không có làm chứ nó rườm rà quá ha, làm đơn giản gọn gọn mà hiệu quả cho anh em. Đây là mặt sau của con máy nha anh em, đây ký hiệu rõ ràng này 12V ha, mình máy mình xài sử dụng 12V. Đi theo máy cũng có kẹp đỏ và kẹp đen đây nha. Đây nha anh em, cái này đỏ là cộng ha, đen là trừ. Máy anh em có chống kẹp ngược đầy đủ cho anh em, anh em lỡ kẹp lộn không sao ha. Đây quạt tản nhiệt ha, có lưới chắn rác luôn cho nó bảo vệ quạt, đừng cho rác lá cây này kia nó vô quạt mình ha, vô máy mình đó. Đây là cò bóp ha, hai gọc cùng màu, đợt này làm màu đen ha, tùy theo đợt nha nè. Đi theo máy có cò bóp dài 2m cho anh ha. Xin lỗi, này đi bộ cỡ 7m8 nha nè. Nha, cò bóp gắn vô đây nha anh em. Mình quặn ra nó có cái lỗ mình xỏ qua ha, xỏ qua cái mình xiết lại. Anh em nào có yêu quý mình đó, muốn giao lưu mình thì có số điện thoại dưới phần mô tả nha anh em. Số điện thoại mình là 086 7349, 086 7734979 ha. Nói chung đọc nhanh quá khi anh em nghe không kịp ha. Số điện thoại Zalo thì 0359420412. Rồi đây ha, sẵn đây em test chi tiết hơn cho anh Thanh ha. Đây là cái đường dây bình ha, em dẫn ra đây hai cọc cho anh em dễ, cho anh dễ biết ha. Tại bình lớn mà để như đây nó chiếm không gian lắm nha anh em, chặt ha. Rồi em kẹp thử kẹp ngược cho anh em xem luôn nha. Đây nè, này là kẹp trừ ha, mà em đưa vô kẹp cộng của cái bình ha. Đây nha anh em, kẹp lộn ha, quạt không quay, bóp cò máy không hoạt động nha anh em. Đối với con máy điện tử nha, còn đang kẹp thuận ra đây đó. Giờ quạt gió đã hoạt động ha, nghe tiếng quạt gió nha anh em.
chung mình ở gần khu vực chợ á, lỡ có ồn ồn anh em có thông cảm cho em ha, em cũng đang cố gắng nói lớn cho anh em dễ nghe đi ha. Đối với máy điện tử là không không giống như máy cơ nha anh Thanh, bóp cò nếu không ăn tải máy không hoạt động nha. Về chúng ta đi đi đánh cá lưu ý cho em ha, nhớ là cây tao mong muốn máy hoạt động phải cho nó mang tải ha, trước máy nó mới sử dụng ra nó mới hoạt động nha anh em, không giống như máy cơ ha, bóp không không trên bờ là vẫn kêu, còn máy điện tử phải đưa dẫn nước hoặc là chúng ta cho nó mang tải ha, mang tải bóng đèn đèn sợi đốt hoặc đèn halogen nha, máy mới hoạt động. Rồi bên đây mình thử chế độ đánh lì trước nha, tần số là mức thấp nha, rồi tăng tần số lên nha anh em, đèn sáng trắng nữa ha, đó 6 phép mà quy lực cũng không thua gì máy 8 phép ha. Dòng này đi bộ là vô địch nha anh em, chuyên bộ ha, chuyên bộ nhiều hơn nha, nói chung là nó muốn đi xuồng nhỏ thì kẹt kẹt thì lấy ra đi ha, nhưng mà hiệu quả nó thua con máy 8, tại vì máy 8 anh em làm bên em làm là đánh sông lớn được luôn mà, anh em đánh sông cái sông mình ở khu vực mình ở sông Tiền ha, anh em đánh cặp mé đi vô tư nha, ăn chắc được 2 2 rưỡi nước luôn á. Máy 8 mình nha anh em, còn máy này máy 6 ha, ăn được cỡ 2 mét đổ lại nha anh em. Máy 8 mình là anh em đánh một vợt là đánh cá ngày nào cũng những anh em cái thủ á, chuyên đánh kinh tế ha, đánh gì có thu nhập cho vợ mà ngày nào cũng có đi bán luôn mà, những anh em cái thủ của mình đó. Giờ em chuyển sang chế độ đánh băm ha, đây em giảm tần số nha anh em, đó tần số này rất quan trọng ha, tùy theo cái mực nước tùy theo cái mặt cá mà anh có chỉnh tần số khác nhau nha anh Thanh, đó giảm tần số nè, tăng nè, tần số này chỉnh ha, khi nào ta cảm thấy con cá nếu còn chạy ta nhích tần số lên từ từ lên đó, trường hợp anh em thấy con cá vừa chờ mặt nước ha, nó còn dễ dựa mà chúng ta bắt được á là chúng ta để tần số chúng ta đi hoài, còn trong trường hợp mà anh em cảm thấy con cá nó chúi ha, nó hoặc là nó lao khỏi mặt nước rồi mà nó chạy á, hoặc là nó chết tim nó, anh em vui lòng hạ tần số lại ha, tại vì mạnh quá nha anh em, mạnh quá nó có thể dẫn đến cái hiện tượng đó ha, cá nó chết chúi chết tim ha, hoặc là nó phóng gì giật mình nó xa, nó giật mình phóng chào bằng qua khỏi bằng nước luôn nha nè, bay khỏi bằng nước luôn, nó giọt luôn á, là nó là mạnh quá ha. Rồi tiếp theo mình xin thử cái phần chống chập vợt luôn ha, chập vợt trong trường hợp chúng ta mang tải nha anh em, chứ trong không chập vợt, nhưng mà trong trường hợp chúng ta lấy hai cần mà như mà máy cơm vẹt lửa trên bờ hư máy nha anh em, xem video nhớ chú ý cho em ha, máy điện tử là không có máy nào mà chập vợt chơi được nha anh em. Máy chúng ta là máy mình là giá trị ha, chất lượng và hiệu quả ha, đun đi đôi song song với nhau nha nè, chứ không có bán máy mà kiểu đếm con đếm tiền, và cũng không bán máy cho anh em trình diễn này kia ha, chủ yếu là đánh cá có thu nhập nuôi gia đình chúng ta ha. Rồi đem thử phần chống chập vợt để coi ăn đủ an toàn hay chưa, mà mới đóng gói gửi đến anh Thanh ha. Giờ chế độ trộn xung chế độ băm xung ha, đây chập vợt ha, phần công suất không hoạt động nha, nhả còi ra bắp lại. Giờ chuyển sang chế độ đánh lì ha, chập vợt phần công suất không hoạt động nha, nhả còi ra bắp lại.
chập vợt và công suất không hoạt động, nhả gọi ra ha. Đó, rồi máy đã đủ an toàn nha anh Thanh, sẵn sàng chiến đấu thôi nha anh. Anh em muốn ăn cá rô phi thì vui lòng bật lên chế độ đánh lì ha, bật chế độ đánh lì nó ăn cá rô phi chắc hơn ha. Ăn cá rô phi sẽ hạ bình hơn nha anh em, đó quy luật rồi ha. Không có máy nào mà ăn cá rô phi mà nó nhẹ bình hết nha, không có con máy nào đâu nha anh em. Mình cũng nói chung mình cũng chưa biết con máy nào mà ăn cá rô phi mà không hạ bình luôn á. Tại vì cá rô phi là nó dòng dòng cá cứng đầu nha anh em, nó nặng điện ha, muốn ăn nó phải điện, mình phải tốn điện chút xíu. Rồi ha, con máy của anh Thanh, tất cả các chức năng mà em đã thử là và đã hoạt động bình thường ha, và sẵn sàng đóng gói và ship đến anh ha. Rồi cuối video em cũng xin chúc anh em ha ngày mới dồi dào sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống, và đặc biệt những anh em kích thủ vụ mùa bội thu ha, làm ăn phát đạt, sức khỏe dồi dào nha anh em. Trong video á có gì sai sót thì mong anh em vui lòng bỏ qua cho em nha. Anh em nào có yêu quý mình đó, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em, và cho mình xin một like ha và một lượt chia sẻ để mình có động lực phát triển kênh thêm, và có động lực làm ra những con máy ha đạt hiệu quả cao cho anh em kích thủ ha. Em cũng rất trân quý những tình cảm của anh em dành cho em nha. Rồi xin chào anh em ha, và xin hẹn gặp lại anh em sau những video tiếp theo nha anh em.